hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với một bài thực hành rất là đơn giản đó là thay đổi màu nền cho một cái bức ảnh à, các bạn quan sát thì trên màn hình của chúng ta hiện tại đang có hai cái bức ảnh bức ảnh bên trái là cái bức ảnh gốc thế còn bức ảnh bên phải là cái bức ảnh sau khi mà đã chuyển đổi sang một cái nền khác thì uh, trong cái bài hướng dẫn thực hành này thì chúng ta sẽ học cách thay đổi cái màu nền cho một bức ảnh và làm sao cho nó linh hoạt nhất và dễ dàng đổi sang bất kỳ một cái màu nào nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài. Ok, đây là cái bức ảnh gốc và chúng ta sẽ ở F7 chúng ta mở cái bảng uh, layer panel ra và trong bảng này thì các bạn nhìn thấy là uh, nó chỉ có một cái layer ảnh này thôi. thì bây giờ để bắt đầu chúng ta sẽ chọn cái nhân vật chính của chúng ta. để thao tác thì các bạn có thể vào trong menu ở select và các bạn chọn lệnh là select subject. lệnh này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tự động chọn cái đối tượng chính ở trong cái bức ảnh của chúng ta. Và nếu như mà ở các cái phiên bản mà các bạn à, sử dụng những phiên bản mà thấp chưa có cái lệnh Select Subject đó thì các bạn có thể thay thế bằng cách là các bạn chọn vào công cụ này nhé. Các bạn chọn vào Quick Selection hoặc Magic one nếu như các bạn chưa có cái công cụ Select Subject và cái lệnh Select Subject kia thì các bạn có thể chọn vào công cụ Quick Selection và các bạn sẽ tìm thấy cái nút lệnh Select Subject ở trên này. Các bạn bấm vào đây thì cũng có cái tác dụng tương tự sau khi mà đã chọn được uh, xong cái đối tượng này rồi thì uh, chúng ta có thể là loại bỏ chúng ta sẽ ẩn giấu cái nền hiện tại của bức ảnh đi bằng cách là sử dụng cái kỹ thuật mặt nạ các bạn chỉ việc là duy trì cái vùng chọn hiện tại và các bạn bấm vào cái biểu tượng uh, tạo mặt nạ lớp này thôi s layer max thì khi chúng ta bấm vào đây thì một mặt nạ sẽ xuất hiện ở trên cái layer này bao gồm hai thành phần màu trắng và màu đen với phần màu trắng tương ứng với những gì mà chúng ta chọn lựa vào nãy còn phần màu đen là phần nằm ngoài vùng chọn và tất cả những cái gì mà tương ứng với phần mặt nạ màu đen thì nó sẽ bị che đi còn những cái phần mà tương ứng với màu trắng thì nó vẫn hiển thị ở đây hoàn toàn khác với thao tác là xóa đi xóa đi thì chúng ta sẽ bị mất những cái điểm ảnh vừa rồi, nhưng ở đây mới chỉ là giấu đi thôi, ẩn đi thôi và các bạn có thể khôi phục lại nhìn thấy lại bằng cách như thế này nhanh nhất thì các bạn giữ shift các bạn click vào cái mặt nạ này cho tới khi mà nó xuất hiện một cái dấu gạch chéo thì nó tạm thời vô hiệu hóa cái mặt nạ này đi, thì các bạn cũng sẽ nhìn lại được các bạn shift click lại một lần nữa thì nó lại giấu hoặc các bạn có thể chuột phải vào mặt nạ và các bạn chọn Disable Light Mask, cái lệnh đầu tiên này. Thì cũng tương ứng với cái thao tác mà các bạn vừa giữ Shift, các bạn click vào vừa rồi. Thế đến đây thì các bạn nhìn thấy là uh, cái nền đã mất đi rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thay thế nó bằng một cái nền khác. Tất nhiên chúng ta có thể làm uh, bằng hai cách. Một là các bạn có thể tạo ra một layer mới. Đấy, một cái màu bất kỳ. Thì đây, các bạn ví dụ như các bạn vào Edit này, Fill này sau đó các bạn chọn chẳng hạn như là color đi. Sau khi các bảng color này hiện lên, các bạn muốn lấy một cái màu nào, các bạn làm cái nền cho nó, thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ này, các bạn đo lấy một cái phần màu ở trong cái ảnh của nhân vật chính này. Tôi lấy ví dụ như là tôi lấy cái màu của cái kính này chẳng hạn, click. Sau đó thì tôi ok, tôi xác nhận là tôi lấy cái màu này và xác nhận một lần nữa ok là để tô. Thì lúc này thì cái nền mới này của chúng ta nó sẽ mang màu sắc mà chúng ta vừa mới chọn. Các bạn bấm các bạn kéo nó xuống dưới. Thì lúc này nó sẽ trở thành một cái nền mới. Tuy nhiên, cái cách làm này thì không sai nhưng nó thứ nhất là nó không nhanh lắm và thứ hai nữa là nó không có được cái sự uh, linh hoạt. Thì chúng ta nên làm theo một cách mới này. Thay vì là tạo một layer mới để tô thì các bạn hãy bấm vào cái này cho tôi. Các bạn hãy bấm vào cái biểu tượng gọi là uh, tạo một uh, fin hoặc là adjustment layer thì các bạn bấm vào đây và các bạn chọn Solid Color thì lúc này cái đây fill và Solid Color Đấy. xong các bạn cứ OK đi thế thì nó sẽ lấy một cái màu Uh, hiện có ở trong cái ô tiền cảnh này Và chúng ta lại kéo cái thằng này xuống dưới Thế thì uh, Ở trong cái cái này Thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp làm việc rất là Linh hoạt Tại vì là khi các bạn mà không thích cái màu này Các bạn muốn chuyển sang cái khác Thì các bạn chỉ việc là nhấp đúp vào nhé, Nhấp đúp vào cái biểu tượng này Thì cái bảng màu hiện lên và cho phép các bạn là sử dụng cái color picker các bạn kích vào một cái màu nào đó để các bạn chọn. Ví dụ như là các bạn chọn màu ở trên cái kính này, các bạn chọn màu ở trên môi này, các bạn chọn màu ở trên áo quần này. Các bạn chọn màu ở trên da này. Tức là hoàn toàn các bạn linh hoạt trong cái việc là chọn một cái màu nào đó để cho nó phù hợp, nó tông xuyệt tông với lại cái nhân vật chính của chúng ta thì cái cách như thế này thì nó sẽ trở nên linh hoạt và nó làm việc nhanh hơn so với thao tác là chúng ta chọn và chúng ta tô màu cho một cái layer thông thường và hy vọng rằng là cái bài học của chúng ta nó sẽ đem lại cho các bạn một chút cái kỹ năng mới để giúp cho các bạn có thể dễ dàng thay thế nền cho một cái bức ảnh của các bạn